Rồi bây giờ chúng ta quan sát cái dữ liệu này. Ở đây người ta thống kê cho chúng ta là có bao nhiêu đối tượng đã được thống kê đây. Để có thể xem có mấy. Tám. Có 8 đối tượng thống kê. Thì ở đây người ta cho chúng ta những cái khoảng mà chúng ta cần biểu diễn là cái khoảng từ 0 đến 3, cái khoảng dữ liệu từ 3 đến 6 và khoảng dữ liệu từ 6 đến 9. Thì bây giờ chúng ta cần phải thống kê dữ liệu lên. Thì chúng ta xem coi từ 0 đến 3 là chúng ta có những đối tượng nào đây. Mấy đây? L2 2, một 1.8, trăm 1.1, tám một 1.5 1.1 và 1.8. 1.8 Vậy thì chúng ta đếm coi cái số lượng đối tượng chúng ta thống kê đây là bao nhiêu. 5 5, chúng ta kéo lên 5. Tức nghĩa là cái khoảng dữ liệu này chúng ta thấy có 5 đối tượng cần biểu diễn trên này. Rồi bạn Bảo Nguyên tính tiếp. Cái khoảng từ 3 đến 6 thì có những đối tượng nào? 3 đến 6. Bảo Nguyên chọn đây. Từ 3 đến 6 có những đối tượng nào? Đọc số liệu lên. 4 chấm mấy đấy? 4.6. 4.6 nó nằm trong cái khoảng dữ liệu này đúng không? Tức là cái giá trị của nó, cái giá trị của cái đối tượng mà người ta đã ghi nhận được là ở trên, nó gọi là cái data. Bây giờ chúng ta biểu diễn cái data đó thì nó sẽ chia thành 3 khoảng. Ở đây khoảng từ 3 đến 6 thì chúng ta có 4.6. Có cái nào nữa không? Dạ có 4. 4.0. Có nào nữa không? Dạ không. Thế rồi, vậy là mấy cái? Dạ 2. 2. Rồi bây giờ từ 6 đến 9 có cái nào? 6 đến 9 này. Số mấy? Dạ 7.5. Ok, vậy là chỉ có một đối tượng thôi. Rồi chúng ta kéo lên một đối tượng. Vậy thì cái này chúng ta có 5 này, có 5. Cái này có 3, có 2, cái này có 1. Tức là chúng ta tính tổng số lượng đối tượng chúng ta biểu diễn ở đây thì nó cộng lại nó phải đủ là 8 đúng không? Vậy thì như vậy là chúng ta đếm ở trên này là 8, tương ứng với trên này là có 8 đối tượng thì coi như chúng ta đã biểu diễn xong. Vậy thì chúng ta thấy cái cách mà chúng ta biểu diễn cái histogram đấy thì ứng với từng khoảng dữ liệu chúng ta có một cái số lượng đúng không? Mỗi một khoảng dữ liệu chúng ta đều có cái số lượng tương ứng và chúng ta ghi nhớ cái đặc điểm của cái histogram này để cho cái sự so sánh của một cái bài khác. Ok. Thế mời bạn Đình Nguyên tương tự. Không đệ Chúng ta xem ở đây là từ 0 đến 5 thì có những đứa một số một đâu? một sẽ chỉ có bốn đó chỉ có Bốn. số bốn đó Từ 0 đến 5 chỉ có 4 thôi, còn nào nữa không? không có Đấy, vậy là chúng ta có một đối tượng này, kéo lên. Rồi, từ 5 đến 10. có số bảy Số 7. số chín Số 7, số mấy đó? số chín Số 9. Vậy là chúng ta đếm có hai cái 2. 2 đối tượng. Rồi tiếp, từ 10 đến 15. có hai cái số 12 Chúng ta có số 12 này, từ 10 đến 15 có 12 số 12. 12 12. Hết rồi đúng không? Rồi, chúng ta có 2 đối tượng. Tiếp, từ 15 đến 20. có số 18 Rồi, một số 18 chúng ta khoanh ở trên để chúng ta đánh dấu. Và từ 15 đến 20 chúng ta chỉ có duy nhất là 18 nằm trong cái khoảng này thôi, đúng không? Khoảng dữ liệu này thôi. Vậy là chúng ta có một đối tượng, một đối tượng. Rồi từ 20 đến 25. có số 24. Rồi có một số 24. Chúng ta cứ nhận nghe chúng ta khoan lại, đúng không? Chúng ta đánh dấu coi nó có mấy cái thì chúng ta đếm có một. Vậy thì chúng ta nhìn trên cái cột này là chúng ta thấy là một này, hai này, hai, một một, vậy cộng lại tất cả là bao nhiêu đây? Tất cả là Có bảy bao nhiêu đối bảy tượng? 7 bảy đối tượng. Thì chúng ta đếm đây, 1, 2, 3, 4,
bốn5, năm năm 6, 7. Vậy là nó ừ. phù hợp với trả lời của mình. Chúng ta phải kiểm tra lại chứ không hồi nữa chúng ta bị sai. Mời bạn từ 5. Từ 0 đến 5. Có đối tượng nào? Dạ Từ 0 đến không đến 5. năm là có đối tượng số 4 là có số 1 4. số Cái nào thượng đó? Số mấy nữa? Có không? dạ không, không có Có nữa một đối tượng thôi. Giờ từ 5 đến 10. 5 đến 10. dạ từ 5 đến 10 là có 1 2 Cái gì? 1, 2. từ từ Số có nào? tôi Số được nào? số số 8 Số 8 này. Số nào số đó? 7 Số 7. số 7 nữa Rồi. số 9 ạ Số 9. Vậy là chúng ta được thống kê ra là có 4 đối tượng. bốn đối tượng. Tại vì mỗi một số liệu nó sẽ đại diện cho một đối tượng mà chúng ta đã ghi nhận dữ liệu đấy. Dạ. Rồi tiếp, 10 đến 15, có số nào? 10 đến 15. Dạ, mỗi năm có 13, 14, 13, hai đối tượng. 14, vậy là có hai đối tượng thôi. Dạ. Đến số lượng là 2. Rồi 15 đến 20. Dạ, có 19 là một đối tượng. 19, và là có một cái rồi. Và là chúng ta phải tính tổng nó ra, tính tổng nó ra. Này là một, bốn đối tượng, cái này là hai, cái này là một, cộng lại là mấy? Cộng lại là mấy? Tám. Dạ. Tám Dạ. thì chúng ta đếm thế này, dữ liệu của chúng ta có đủ tám. Vậy thì coi như là chúng ta đã biểu diễn xong cái chỗ này. Mời bạn Quang Minh. Quang Minh. Dạ thầy. Rồi, thống kê cho thầy xem ở đây người ta cho là từ 0 đến 4 này là có mấy? Một cái. 0 đến 4 thì chúng ta chỉ có một, số 2 thôi. Dạ. Và một cái. Rồi, từ 4 đến 8 có cái nào? Có cái số 5 với cái số 6. Số 5, số 6. Rồi, vậy là đếm có hai đối tượng. Rồi, bây giờ từ 8 đến 10. 8 đến 10, thầy mời bạn Ngọc Minh đâu? 8 đến 8 đến 12 này. Ngọc Minh. 8 đến 12 có số mấy? Có số 9 và 9. số 10. 10. Vậy là hai đối tượng. Tiếp 12, 16. Em thấy là có 13. 13. Hết chưa? Hết rồi. Hết rồi. Bây giờ từ 16 đến 20. 16 Có 20 28. là số 18. Vậy là một đối tượng. Cộng lại là bao nhiêu đây? 1, 2, 2, 1, 1. Vậy là cộng lại là mấy? Mấy, Ngọc ơi? Cộng lại Bảy. ra là 7 đối tượng. Vậy chúng ta đếm ở đây 2, 4, 6 và 7. Vậy là coi như là 7 đối tượng chúng ta có đủ đó. Thì chúng ta biểu về về cái histogram, chúng ta dùng cái biểu đồ thanh để chúng ta biểu diễn, nó còn gọi là cái histogram như vậy. Rồi bây giờ chúng ta cần phải đọc hiểu và chúng ta trả lời. Khi chúng ta biểu diễn được rồi thì bây giờ chúng ta phải trả lời nó. Mời bạn nào, Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi đâu? Dạ đây. Rồi, bây giờ đọc vào đây thì chúng ta thấy là dữ liệu từ 6 đến 12 quốc gia là cái giá trị của nó sẽ có bao nhiêu đối tượng thống kê đây? Dạ là ba. Có 3 đối tượng và tương tự như vậy. Bây giờ câu hỏi người ta yêu cầu đi tìm cái gì đây? How many more là đi tìm cái gì? Dạ là bao nhiêu lễ hội? Bao nhiêu cái lễ hội giữa cái nhóm đối tượng nào? 18 đến 23. Đúng, 18 đến 23. Đây, chính là cái nhóm này. Và so với cái nào? Đến 0 đến 5. 0 đến 5 là cái nhóm này. Vậy thì người ta hỏi chúng ta là How many more festival, là xem coi là cái số lượng đối tượng nó chênh lệch nhau bao nhiêu. Thì ở đây nó là một. Còn cái 18, 23 là mấy? Dạ là 4. 4. Đó, 4 này. Dữ liệu nó là 4 này.
Đây, chúng ta nhìn vào chúng ta biết ngay, một cái là một, cái là bốn. Vậy thì how many more của nó là bao nhiêu? Dạ là ba. Bằng mấy? Bằng ba. Bằng ba. Chúng ta trừ đi, nó chênh lệch nhau ba đấy. Rồi mời bạn Hồng Thuận đấu. Hồng Thuận chưa nghe Hồng Thuận nói gì hết. Thầy nghe nói chưa thầy? Rồi mà nói to to cho thầy nghe. Rồi chúng ta dựa vào cái biểu đồ histogram này. Bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi ở đây là đi tìm cái gì đây? Bao nhiêu phương tiện đang ở cái năm À, ở đây đang tỷ thống kê về cái đối tượng là vehicle. Vậy thì mỗi một cái khoảng cách nó sẽ cho biết rằng sẽ có bao nhiêu cái chiếc xe nó đạt được. Thì cho thầy biết rằng từ 10 đến 150, à, từ 100 đến 150 thì cái quãng đường này là có bao nhiêu xe? Bao nhiêu xe? năm năm ngàn Chúng ta km nghĩ là có năm 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 và đơn có 5 chiếc thôi nha. Ở đây cái khoảng cách ở đây nó nói là 1.000 km. Đúng chưa? 1.000 km là đơn vị. Vậy ở đây nó sẽ là từ 100 đến ngàn cho đến 150.000 km thì có cái khoảng này. Vậy thì khi thầy nói từ 100 đến 150 thì thầy sẽ không nói đến cái đơn vị của nó nữa. Đơn vị của nó là đơn vị 1.000 đấy. Đó, chúng ta phải nhân thêm 1.000 nữa. Vậy thì ở đây có 5. Tương tự như vậy thì chúng ta có thể tính được có bao nhiêu chiếc ở cái trạm ga này không? nghe được Rồi, tính bằng cái nào đây? ba cộng bốn cộng năm cộng sáu Có bốn, cộng này năm, ba cộng sáu, hai cái này là ba, cái này là hai, vậy cộng lại là nhiêu? sáu mười hai 19 này cơ Vậy đâu 23 23. 23, chúng ta cộng lại là toàn bộ phương tiện được thống kê là 23. Mời bạn Lam Giang nào. Dạ. Lam Giang. Rồi, bây giờ trả lời câu hỏi đây là đếm có bao nhiêu cái cherry pie. Ở đây là cái số lượng cherry pie này mà có nhiều hơn bao nhiêu? Nhiều hơn bao nhiêu? 90 hoặc nhiều hơn? Nhiều hơn. Vậy là chúng ta bắt đầu từ số nào này? Nhóm nhóm nào? Cái số lượng cherry pie, cái nhóm nhóm này và nhóm này có phải là những nhóm mà có nhiều hơn 90 không? 90 nhiều hơn 90 hoặc bằng không? Đúng Giang. Rồi, Dạ vậy thì chúng ta tính những cái nhóm nào mà nhiều hơn hoặc bằng 90 thì chúng ta thấy cái nhóm đầu tiên là mấy? Mấy đúng. đây? Bốn. 4. Còn cái nhóm này là mấy? Ba. 3. Vậy thì chúng ta tính được cái số lượng cherry pie không? Là mấy? Bảy. Là 7. 4 cộng 3. Chúng ta cộng cái số lượng đối tượng thống kê của nó sẽ là 7. Vậy thì từng cái khoảng dữ liệu, đúng không, mà người ta ghi nhận được thì người ta thấy là đếm được cái tần suất là bao nhiêu. Thì cái tần suất lần trước thầy có dạy cho các bạn. Mời bạn bạn Khari là bạn nào nhỉ? Sao thầy không biết nhỉ? Trở lại đây đây. Khari là ai? Ghi đúng tên thầy mới biết là ai nha. Không là thầy không có mời được. Thầy mời bạn Jojo nào. Jojo. Ở đây chúng ta cần tính cái 20 mo của cái Pastorum. Thì tính sao? Dạ mình có cái phần cái cổ của 4 tới 7. À, 4 tới 7 là bao nhiêu? Dạ là tổng cộng là 5. À, 5 đối tượng này. Chúng ta dựa vào cái mức này để chúng ta tính nó ra là cái vạch này nó là 5. Rồi, so với cái nhóm nào đây? Dạ so với nhóm 20 tới 3 23. 20 đến 23. Tức nghĩa là cái nhóm mà có 4 đến 7 khách thì sẽ có số lượng là 5 phòng. Còn từ 20 đến 23 thì nó có mấy? Dạ là một. Một thôi.
Vậy thì chúng ta biết được cái how many more của nó là mấy? Dạ, 4. À, 5 trừ 1. Chúng ta ra bằng 4 đấy. Vậy thì chúng ta hiểu được cách biểu diễn của cái sơ đồ này. Thì chúng ta sẽ đọc hiểu và chúng trả lời được các câu hỏi. Đó là cái rất cơ bản mà chúng ta phải biết được cái biểu đồ. Và sau này khi các bạn biểu diễn cơ bản về dữ liệu cho người khác hiểu được ấy, thì chúng ta cũng sẽ dùng các sơ đồ này để chúng ta diễn đạt một cách đơn giản nhất mà ai cũng có thể hiểu được nha các bạn. Ví dụ thống kê về cái khoảng điểm ở trong lớp thì người ta cũng có thể thống kê để biết được cái khoảng điểm này là có bao nhiêu bạn, khoảng điểm kia là có bao nhiêu học sinh, để biết được là cái tình hình học tập chung ở trong lớp. Thì cái cách biểu diễn bằng cái nó gọi là cái histogram này này là nó sẽ giúp cho mọi người rất dễ hình dung và có thể trả lời được là cái tình hình học tập ở trong lớp là như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta cần phải làm quen với khái niệm về tính cái mean, tức đấy là tính giá trị trung bình. Vậy thì giá trị trung bình là các bạn làm quen rất là nhiều rồi. Thì ở đây chúng ta thấy là các đối tượng, đúng không? Ở đây người ta cho chúng ta cái gì? Người ta chỉ cho chúng ta cái bảng này chỉ về cái số từ mà mỗi học sinh tìm được trong cái trò chơi puzzle. Số từ. Vậy thì chúng ta thấy là số từ thì đối tượng bạn, người ta cho biết là cái bạn này này tìm được 28 từ, bạn này tìm được 26 từ, bạn lúc nãy tìm được 24 từ. Thì người ta hỏi đi tìm cái gì ở đây? Thầy mời bạn Lâm Anh. Lâm Anh đi tìm cái gì đây? Là gì? Không biết. Mean. Thầy vừa mới nói xong là gì? Là tính cái mean, tính giá trị trung bình về số Trung từ. bình. Vậy thì cái ý tưởng mà tìm giá trị trung bình là tìm sao? Bạn này thì tìm được 28, bạn này 26, bạn này 24. Vậy thì cái ý tưởng mà chúng ta tìm được là như thế nào? Mình cộng ba cái lại xong rồi chia ba. À, cái này là rất quen thuộc với các bạn, bằng phép toán là chúng ta tính tổng rồi chúng ta chia cho số lượng đối tượng thì chúng ta tìm được. Vậy thì cái đó là cái mà chúng ta thực hiện tính toán mà chúng ta được học rất nhiều. Thế bây giờ chúng ta hiểu được cái ý tưởng nó sẽ là như vậy, như sau nha. Các bạn nhìn đây, ví dụ như thầy thống kê là bạn bạn thứ nhất là Phen Giang thì bạn này được 28 từ, tức là cái số lượng nó cao như vậy. Bạn này được 26 từ, đúng không? Bạn này ví dụ thầy 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 vẽ cái thanh đi, vẽ cái thanh cho các bạn dễ hình dung. Vẽ cái thanh. Bạn 24 từ nó bằng này. Đấy. Thì về mặt ý tưởng đấy là chúng ta chia lấy bạn cao đưa xuống cho bạn thấp, đúng không? Chúng ta đưa bớt xuống cho bạn thấp để làm sao chúng ta được là ba bạn là như nhau, đúng không? Ba bạn như nhau. Ví dụ đưa xong thầy thấy là ba bạn sẽ ở cái mức này chẳng hạn, thầy vẽ cái mức màu xanh thì lúc này là ba bạn là sẽ như nhau, đúng không? Vậy thì cái giá trị trung bình nó sẽ thể hiện rằng là cái người này chia cho người kia thì có số lượng là như nhau thì nó gọi là giá trị trung bình. Đó, giá trị trung bình. Đó, thầy vẽ cái màu xanh để cho chúng ta thấy được cái giá trị trung bình, nghĩa là sau khi chia đều ra thì các bạn là như nhau thì nó gọi là giá trị trung bình. Rồi ai hiểu được giá trị trung bình cho tay thầy xem, hiểu được cái ý tưởng nhé, thầy nói cái ý tưởng của giá trị trung bình chứ thầy không nói là cách tính là cộng lại là chia đều, tại vì với cái cách cộng chia đều đấy thì các bạn chỉ là tính toán thôi. Cái ý tưởng của giá trị trung bình là chúng ta lấy của người cao chia người thấp để mà ai cũng bằng nhau, có số lượng bằng nhau thì nó gọi là giá trị trung bình. Vậy thì chúng ta có hai phương pháp để tính. Một là chúng ta lấy số lượng của từng cái chúng ta cộng lại rồi chúng ta chia đều cho ba người, bởi vì có ba đối tượng mà, chia đều ra. Chúng ta lấy 28 cộng 26 cộng 24
Nếu thầy chia đều ra thì nó là bao nhiêu đây nhỉ? Chia đều cho 3 thì nó khoảng bao nhiêu? Bạn mời bạn Ngọc Mẫn. Ngọc Mẫn. Chia đều Thôi ra khoảng bao mấy? Nếu mà thầy xem coi là bạn nào cũng bắt đầu là 20 cộng 8, 20 cộng 6 và 20 cộng 4. Vậy thì ba cái 20 mà chia 3 thì nó ra bao nhiêu? ra 26 à? Bây giờ ba cái 20 thầy chia cho 3 thì nó chính là 20 chứ còn gì nữa, đúng không? Rồi. Ừ. Bây giờ thầy lấy cái là 8 này, thầy cộng 6 này, cộng 4 này thì nó ra 18. 18 thầy chia 3 nó ra mấy? 18 chia 3 là 6. Vậy thì có phải là trung bình của thầy là bao nhiêu? Là 26 đúng nào? Đúng không? Vâng. Đúng không? À. Vậy thì chúng ta thấy là giả sử như là nó chênh lệch nhau cái phần là phần 8, 6, 4 này này. Đó. Thì chúng ta cũng phải cộng lại, chúng ta chia đều cũng được. Vậy thì đó cũng là một cách. Hoặc là nếu nếu thầy lấy cái giá trị thầy lấy cái giá trị của cái thấp nhất chẳng hạn là 24. 24. Vậy thì nó cao hơn bao nhiêu nhỉ? Thầy mời một bạn khác cho thầy ý tưởng xem. Thầy mời bạn Khải. Bạn Khải. Khải. Khải đó. Dạ. Bây giờ nếu mà thầy lấy cái giá trị thấp nhất là 24 này, 24. Và thầy coi như là giả sử như ba bạn này bước đầu bằng nhau ở khúc này. Dạ. Vậy thì chúng ta biết được cái phần chênh lệch còn lại nó là bao nhiêu không? Còn dư là bao nhiêu đây? Nó còn mấy? Chỗ À, đấy là bốn. vậy là 28 so với 24 thì nó lệch nhau mấy? Lệch nhau Rồi mấy. 4. Còn 26 so với 24 lệch nhau mấy? Hai. Lệch nhau 2. Thì bây giờ cái chênh lệch bây giờ chỗ này nó là mấy đây? Dạ sáu. 6. 6 mà bây giờ thầy chia đều cho ba ba bạn đi thì mỗi bạn được mấy, chia đều cho ba, Chia cho ba mỗi bạn được hai. được 2. Vậy thì thầy chia đều cho mỗi bạn được 2 dựa trên cái mức 24 này này. Vậy thì cuối cùng chúng ta biết được cái giá trị trung bình bằng cái thấp nhất là 24, thầy cộng thêm cái đấy, Hai. cộng cho 2 thì nó có là 26 không? Dạ. À đó, vậy thì chúng ta hiểu giá trị trung bình là giá trị cao bằng, tức nghĩa là chúng ta lấy của người giàu chia người nghèo và cuối cùng ai cũng như nhau, thì cái giá trị trung bình nó sẽ phản ánh được cái sự cao bằng của tất cả các bạn nha các bạn. Đó. Thì chúng ta hiểu ý tưởng của nó để chúng ta xây dựng, xây dựng các cách tính giá trị trung bình khác nữa nhé, gọi là 26 ở đây. Đó, thầy mời bạn Tường Lam nào. Tường Lam. Con đây này. Rồi. Bây giờ cho thầy biết là thống kê ở đây cho biết là nước Brazil là có bao nhiêu number of spell không? Giờ một đó. Cái đấy là năm và chúng ta thấy các dữ liệu khác. Người ta yêu cầu tính giá trị trung bình của cái cast thì chúng ta tính ra đây. Dạ là mình lấy tất cả cộng lại À, cộng lại là nhiêu? là 12 ạ. À, 12 và chúng ta chia đều cho mấy? Bốn ạ. À, chia đều cho bốn bốn đối tượng đúng không? Bốn đối tượng thống kê. Vậy thì chúng ta thấy tính giá trị trung bình là chúng ta tính tổng của tất cả những cái giá trị đó và chúng ta chia cho tổng số lượng thống kê. Vậy là 12 chia mấy? Dạ 12 chia 4 ạ. 12 chia 4 là được được 3. Vậy thì nếu mà chúng ta san đều ra thì chúng ta thấy là năm chúng ta san xuống đây, đúng không? Thì chúng ta cũng tính ra được. Vậy thì nếu thầy coi cái mức mà thấp nhất nó là một, vậy thì chỗ này nó đang chênh lệch là bốn, cái này chênh lệch bốn, vậy thì cộng hai cái này là mấy đấy? Cộng lại là mấy? Là tám. Nếu Tám thầy chia đều cho bốn đối tượng này thì mỗi đối tượng nhận thêm mấy? hai Nhận cộng thêm thêm hai. Vậy thì chúng ta thấy là một cộng hai chính là ba, một cộng hai chính là ba. Còn cái đối tượng này nó đã được xem mặc định nó là thấp nhất là một rồi, chúng ta thêm hai thì nó cũng ra giá trị trung bình là ba nhé. Ba. Thế mời bạn đừng quên nào.
Đừng quên. Hơn đệ. Đối tượng này đi được 11 km. Cái này 4, 8, 2, 5. Tám. Bây giờ yêu cầu tính giá trị trung bình về khoảng cách của mỗi đối tượng đi được. Tính ra. 11 cộng 4 cộng À, 8 11 cộng 4 là 15 này. 2 cộng 8 5 là 10 này. Với 5 nữa là nhiều. 5 là bằng Bây giờ 30. 30. 30 chia đều cho mấy đối tượng? 30 chia cho 5. Chia 5. Vậy thì trung bình mỗi 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 một người đi được bao nhiêu km đây? 6 6. Vậy là chúng ta tính ra gì? Trung bình là 6 các km. bạn. Là 6. 6 km. Rồi, mời thêm một bạn nữa. Mời bạn Lam Giang nào. Lam Giang. Lam Giang. À, một nhóm những người bạn này sẽ có một cái giải đấu và đo lường cái việc nhảy, thì cho biết là podcast nhảy được bao nhiêu đây, 16 feet. 16 mét này là mấy, 9, à cái này là 5. Vậy thì chiều dài trung bình là bao nhiêu, mấy? Chiều dài trung bình là mấy? 16 cộng 9 cộng 5 chia 6 cho cộng 9 cộng 5 chia cho mấy người? Chia cho 3 người thì chúng ta sẽ ra được mấy? Được mấy? Được 10. Được 10. Vậy là trung bình là mỗi người sẽ nhảy được có chiều dài 10 mét. Ok các bạn. Đó. Thì chúng ta hiểu cái ý tưởng của cái tính min thôi, thì chúng ta sẽ biết được là chúng ta sẽ tính như thế nào. Ý tưởng cơ bản. Bây giờ chúng ta sang một cái khái niệm khác, nó gọi là cái median. Cái median nó gọi là, tiếng Việt nó gọi là trung vị. Bây giờ đầu tiên chúng ta, người ta yêu cầu chúng ta là ở đây là chúng ta có bao nhiêu đối tượng ở đây. Thầy mời bạn đây, mời bạn Quang Minh nào. Quang Minh. Dạ thầy. Rồi, cho tôi biết coi ở đây là có bao nhiêu đối tượng đã được thống kê đây. Tám. À, có 8 đối tượng. Đó. Có 8 đối tượng đã được thống kê. Vậy thì người ta yêu cầu chúng ta đầu tiên là làm gì đây? Dạ từ ít nhất đến nhiều nhất. À, sắp xếp lại từ thấp nhất đến cao nhất. Và là thấp nhất là mấy? Dạ thấp nhất là 14. 14. Vậy giá trị 14 chúng ta kéo xuống, kế là bao nhiêu? Cho đến là 15, 14, 15, 15. 15 này. Tiếp là mấy? 15. 17. Rồi. 21. 21. 24, Rồi. 25. Rồi 22, 23. Vậy thì đầu tiên chúng ta phải sắp xếp cái dữ liệu có giá trị từ thấp nhất tới cao nhất. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm cái median, là đi tìm cái trung vị. Cái trung vị là mục tiêu của cái trung vị, cái median này này, cái khái niệm median này là gọi là trung vị. Vậy thì trung vị là đi tìm cái gì? Bạn trung vị là đi tìm cái gì? Trung bình. Trung bình. Trung bình. Cái min lúc nãy chúng ta mới gọi là giá trị trung bình. Còn cái trung vị là chúng ta đi tìm cái đối tượng mà có dữ liệu đứng ở giữa. Vậy thì chúng ta thấy là đối tượng số 1 thầy đã sắp xếp lại này, 1, 2 cho đến 8. Thì cái đối tượng mà nằm ở giữa thì nó là đối tượng nào? Đối tượng thứ mấy? 24. Đối tượng Đây là 17. 17 và đối tượng 21. Bởi vì đây là có 8 đối tượng nó chắn, nên chúng ta phải lấy hai cái đối tượng nằm ở giữa là 17 và 21. Vậy thì thầy muốn tìm cái đối tượng nằm ở giữa thì nó sẽ là khoảng bao nhiêu đấy không? Dạ khoảng 19. Một đối tượng là 17 và một đối tượng là 21. Vậy thì cái giá trị mà nằm ở giữa là chúng ta phải tính trung bình của 19. hai đối tượng này là 17
cộng 21 chúng ta chia cho 2 là nhiêu? Nhà Là mấy? 19. À, Ừ. 19. Vậy thì nếu số lượng đối tượng mà là trắng thì chúng ta sẽ ra được cái trung vị nó hơi ảo, tức là không phải của cái nào hết mà nó nằm giữa hai đối tượng này, nó gọi là trung vị, thì nó sẽ có giá trị là khoảng 19. Vậy thì chúng ta thấy cái khoảng dữ liệu của chúng ta đi từ 14 đến 23 thì cái đối tượng trung vị của chúng ta là 19. Còn nếu chúng ta tính giá trị trung bình thì nó cũng có thể là nằm bên cạnh hoặc nằm chính nó, đúng chưa? Chúng ta phải tính giá trị trung bình ra, chúng ta tính ra thì chúng ta cũng sẽ biết được cái giá trị nó nằm đâu, cũng gần gần giữa này này. Vậy thì người khi chúng ta nhìn trên một cái biểu diễn, luôn luôn chúng ta có thể biết được cái median và cái mean của nó, và dựa trên hai cái này chúng ta sẽ xác định được cái hình ảnh của cái thống kê của chúng ta. Thì đầu tiên chúng ta phải làm quen cái median là cái trung vị trước. Rồi, vậy thì cái trung vị của chúng ta là mấy đây? Là mấy có mấy? Mấy? Mấy tính là mấy? 19 nha. Rồi, hơi bị lâu. Mời bạn biểu khán nào. Biểu khán. Rồi, bây giờ chúng ta cũng phải sắp xếp dữ liệu trước khi mà chúng ta đi tìm cái trung vị của nó. Vậy cái nào dễ nhất? Một bảy tư, Rồi, 174, tới cái nào nữa? một chín tư, À, 194. đâu một tám năm chứ, Rồi. một tám Thì năm chúng chứ ta thầy. thấy là chúng ta có thể sắp xếp về máy tính ấy. Thì chúng ta thấy nó bé hơn, chúng ta lại chèn tiếp. Đúng không? Cái nào đó? Hai lẻ ba, Rồi, 2 là 3. Đấy mấy? 221 221. với lại 231. 231 nằm đây. Vậy thì sau khi chúng ta xem xong, chúng ta đếm coi là có bao nhiêu đối tượng ở đây. Chín. À, có 9. Tức là nó lẻ. Vậy thì cái đối tượng thứ mấy thì nó nằm ở giữa? Dạ 203. 203. Tức là đối tượng này có giá trị dữ liệu. Thì chúng ta thấy là bên này có 4. Bên này có 4. Vậy thì cái đối tượng nằm ngay ở giữa đấy thì chúng ta sẽ tìm ra được cái trung vị của nó, chính là cái giá trị 203. Vậy thì khi mà chúng ta thống kê điểm thi của 1.000 học sinh, 1.000 học sinh, chúng ta xếp từ nhỏ đến lớn, vậy thì chúng ta thấy được là cái đối tượng nằm ở mức 500 hoặc là 501 đấy, thì cái điểm của cái bạn ở trung vị ấy, và cái median này đó, thì chúng ta sẽ biết được cái gì? Chúng ta sẽ biết được nửa bên ấy số lượng bằng nửa số lượng bên này. Ví dụ như số điểm của bạn đó là cái bạn mà nằm ở vị trí này là được 5 điểm chẳng hạn. Đó, 5 điểm nhé, 5 điểm. 5 điểm toán đi. Thì thầy có thể kết luận rằng bên này bằng bên này, nghĩa là sẽ có 50% số lượng bạn dưới 5 điểm. Đúng không? 50%. Tại vì bên này nó là một nửa, bên này một nửa. Vậy thì thầy có thể sắp xếp xong, thầy có biết được cái trung vị của nó là 5 điểm. Vậy thì thầy kết luận rằng có 50% số bạn dưới điểm trung bình và có 50% số bạn trên điểm trung bình. Đúng không? Đấy, thì cái này nó sẽ liên quan tới cái hàm phân phối của chúng ta nhé. Nó liên quan đến phân phối. Tại vì nó liên quan chỗ này là 50% này. Đó, 50%. Bên này cũng là 50% đấy. 50%. Vậy thì chúng ta cũng sẽ có thêm một ý tưởng là chúng ta tìm trung vị của cái khoảng giữa này, và chúng ta tìm trung vị của cái khoảng giữa này để chúng ta kết luận rằng có 25%, ví dụ chỗ này là 3 điểm đi, thì thầy có thể kết luận là có 25% số bạn dưới 3 điểm. Chỗ này là 8 điểm chẳng hạn, thì thầy kết luận cái mảng chỗ này là có số lượng là 25% số bạn trên 8 điểm. Vậy thì cái việc mà chúng ta tìm cái trung vị nó sẽ giúp cho chúng ta tìm được bao nhiêu phần trăm nha các bạn, tìm ra được cái bao nhiêu phần trăm đó, thì nó rất là có ích cho chúng ta. Từ nãy giờ thầy chưa thấy bạn Minh Nhật nhỉ? Minh Nhật đâu? Chưa thấy vào lớp. Nếu có bạn Minh Nhật thì nhớ lên tiếng nhé.
Rồi tôi mời bạn Ngọc Nhi nào. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Năm. Dạ. Sắp xếp cho thầy xem cái nào là bé nhất. Năm. Năm. Cái nào nữa? 12. 12. 13. 13. Rồi, nào nữa? 20, 26, 20. 20, 26, tới 29, 30 và 31. Vậy thì chúng ta tìm cái trung vị median của nó là nhiêu? Dạ là 46. Cho đến 46. Chúng ta tìm trung vị là chúng ta tìm giá trị nằm ở giữa. Mà bây giờ là chúng ta thấy nó chẵn thì nó nằm giữa ngay đây. Thì chúng ta phải lấy hai đối tượng này, chúng ta cộng lại thì chúng ta tính trung bình ra thì nó ra bao nhiêu? 46. Vậy trung bình mà 20 20 cỡ. chia 6 26 chia 2 bằng bằng mấy? Bằng mấy? 3. À, 23. Vậy thì có phải là chúng ta biết được cái giá trị ảo nó nằm ngay giữa đây này, nằm giữa hai cái này là nó khoảng là 23. Vậy thì cái đối tượng ảo trung vị ở đây là chính là cái đối tượng chúng ta coi là đối tượng ảo đi, thì nó có giá trị bằng 23 thì nó mới nằm giữa được 20 và 26 ở này. À, thì chúng ta xác định ở đây là 23. Đây bạn Bảo Nguyên nào. Bảo Nguyên. Bảo Nguyên. Dạ. Rồi sắp cho thầy xem thấp nhất là nhiêu. Dạ, thấp nhất là 12. 12 ký này. Và cái nào nữa? Dạ, 15.2. 15.2 tiếp. Dạ, 15.7. Rồi, có nào nữa không? Tiếp tục, số nào nữa? Dạ, 17. 17. Rồi, tiếp. Dạ, 18.1. Rồi, sau khi chúng ta sắp xong thì đã được theo thứ tự tăng dần, đúng không? Tăng dần. Vậy thì trung vị của nó là số mấy? Đúng không ấy? Cái giá trị của đối tượng trung vị là bao nhiêu? Dạ, số 17. À, chúng ta thấy cái đối tượng nằm ở giữa. Ở đây tổng số đối tượng chúng ta nhầm là chúng ta thấy nó là có 9 đối tượng. Vậy thì cái đối tượng ở giữa chính là đối tượng số mấy? Đối tượng số mấy đây? Đối tượng số 4 đúng không? Đối tượng số 4 nằm ở giữa này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. À, đây 5. 5. 6. 7. À, ở đây thầy 2, 4, 7. Nó là 7 đối tượng. Vậy thì cái đối tượng ở giữa nó là đối tượng số mấy? Số 4 này, đúng chưa? Vậy thì cái đối tượng đứng thứ 4 nó sẽ có giá trị chính là gọi là median. Rồi, chúng ta có giá trị nó là 17 ký. Đó. Thì chúng ta nắm được và phân biệt khái niệm trung bình và cái khái niệm là trung vị, hai cái khác nhau. Trung vị nói đến giá trị của đối tượng ở giữa. Đấy, bây giờ chúng ta cần tính toán dựa trên cái biểu diễn này về giá trị trung bình. Bạn Minh Nhật vào chưa? Thấy nha. Rồi, bây giờ thầy mời bạn bạn Minh Khôi nào. Minh Khôi. Dạ. Rồi, cho thầy biết coi là người ta cho chúng ta thống kê rồi. Thì mỗi một cái hình có đại diện là số lượng bao nhiêu đây? Mấy? Là ba nhé. Chúng ta phải nhớ cái hình này được đại diện là ba cái. Vậy thì nếu chúng ta tìm ra được cái bạn này là có mấy hình? Mấy hình? Hai hình. Vậy thì thực ra số liệu của nó sẽ là mấy? Sáu. Sáu. Đúng không? Sáu package. Đó, tương tự như vậy. Thì bây giờ yêu cầu chúng ta đi tìm giá trị trung bình của cái sơ đồ nó gọi là pictograph, tức là đồ thị biểu diễn dưới dạng hình ảnh đấy. Pictograph, người ta dùng cái picture này để nó đại diện cho số lượng và bao nhiêu cho nó gọn lại đấy. Rồi cho thầy biết tính giá trị trung bình sao đây. Tính sao không đấy. Chúng ta xem coi cái đối tượng này thống kê là bao nhiêu đây.
Số lượng là mấy? Bây giờ phải Sáu đủ này. hết tất cả. Cái này là mấy? Đối tượng thứ hai là mấy đây? 16. 4 nhân 3. 4 hình nhân 3 là 12 chứ. Rồi, bạn Ali là nhiêu? 7. 9. 9. Còn Fernando là mấy? 16. Ừ, sao 16? 5 hình, mỗi hình là 3 quả thì là 15. Không. Đúng chưa? 15. Rồi, về tính, chúng ta tính giá trị trung bình của bốn bạn là bằng gì? Cái min này là bằng gì đây? Bằng gì? Chúng ta cộng hết tất cả lại là nhiêu? 6 cộng 12 cộng mấy đó? Cộng 9. Rồi, cộng 9. Tiếp. Cộng Cộng 9 15. cộng 15 chia mấy? Chia mấy? Chia 4. À, chia cho 4 quả. Rồi tính ra. À, 6 cộng 9 là 15, cộng 15 nữa là 30. 30 cộng 12 nữa là 42 chia 4 thì nó ra nhiêu? 10.5. À, chúng ta ra được là 10.5. Chúng ta ra được 10.5. 10.5. 10.5. Mời bạn bạn vô vô nào, vô 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 Dạ. tính giá trị trung bình, Dạ. tính sao? Dạ, tính Đối tượng thứ nhất bằng mấy đây? Có giá trị dạ bằng bằng một. bằng một. Đối tượng thứ hai là bằng mấy? Dạ bằng ba. Sao bằng ba? À, Đối đối tượng tượng thứ thứ hai hai bằng một, bằng một. là một nữa. Rồi đối tượng kế tiếp là mấy đây? Dạ bằng ba. Ba. Tiếp. Giờ đó thì thứ ba là bằng 5. Năm. Rồi đối tượng kế tiếp là mấy? Giờ bằng 9. Bằng chín. Vậy thì chúng ta cộng tất cả cái số lượng vitamin mà chúng ta đang thống kê năm đối tượng thì chúng ta chia mấy? Chia Giờ mấy? chia 5. Chia năm. Vậy thì chúng ta ra bằng mấy đây? 1 cộng 1 cộng 3 là 5. 5 5. cộng là 10. Vậy là thêm 9 nữa là 19 trên 5. Vậy thì nó là mấy đây? 7. Dạ 4 3.8. Ừ. Thành Chúng công. ta thấy là 3 nhân 5 là 15. Vậy là dư 4. Vậy chúng ta chia ra là 4 chia 5 được 3.8. Một bạn có thể đề xuất cho thầy một phương pháp tính khác nữa được hay không? Mời bạn Ngọc Minh. Ngọc Minh nghĩ coi chúng ta ngoài phương pháp chúng ta tính cách này chúng ta còn cách nào nữa? Cách nào nữa Ngọc Minh? Chúng ta nhớ cái bảng tần số không? Chúng ta kẻ cái bảng tần số đấy thì chúng ta thấy là cái giá trị một có số lượng là mấy? Một có số lượng là 2. Hai. Rồi, giá trị mấy đây? Ba. Giá trị 3. Có Có số lượng là số lượng là 1 ạ. ba. Một. Tiếp. Giá trị 5 có số lượng là 1 ạ. Một. Tiếp. Giá trị 9 có số lượng là 1 ạ. À, có số lượng bằng một. Cái cột thứ hai đấy nó gọi là cái tần suất, tức nghĩa là chúng ta đang đi đến là cái value. Value một là có hai đối tượng, ba có mấy đối tượng. Vậy thì thầy cũng có thể, thay vì thầy nói là một cộng một thì thầy có thể lấy cái giá trị là một, thầy nhân cho cái tần suất của nó là hai, thầy cộng tiếp cho mấy? Cộng cho Cộng mấy? tiếp rồi ba Ba. Nhân cho mấy? Nhân cho một. một Cộng mấy? Cộng cộng 5. năm thêm một Nhân 1. Cộng 9 nhân 9 một nhân 1. Rồi tất cả chúng ta chia cho tổng số đối tượng là bao nhiêu? Tổng số đối tượng nữa là mấy? 7. năm ạ.
tổng tần suất 2 cộng 1 cộng 1 cộng 1 nó là 5. Vậy là chúng ta chia cho 5. Vậy thì cái số 5 này này nó chính là tổng của 2 nha, 2 này, 1 này, 1 này, 1 này. Đó. Tại sao thầy cố tình thầy dùng cách này? Bởi vì chúng ta học khoa học ấy, chúng ta sẽ tính cái khối lượng trung bình của một số nguyên tử, nguyên tố hoặc hợp chất ấy, thì chúng ta cũng dựa vào cái tần suất này để chúng ta tính. Ví dụ như chúng ta tính số khối trung bình A gạch chẳng hạn, thì chúng ta cũng sẽ lấy khối lượng của cái loại nguyên tố này, chúng ta nhân cho cái tần suất là bao nhiêu phần trăm, thì thay vì đề số 2 người ta ghi phần trăm đấy, thì chúng ta cũng tính ra được nha các bạn. Rồi tính ra cho thầy coi thì nó cũng sẽ là bằng bao nhiêu đây. Cảm ơn. Cộng lại xem. Cộng lại đi. Nó thầy 1 nhân 2 cộng 3 nhân 1 là 5 này. Cộng 5 cộng 9 thì nó cũng là bao nhiêu? 3 3 19 phần 5. 9 trên 5 Thì chúng bằng ta 3,8. cũng ra 4.3 thôi. Đấy, chúng ta thấy cái cách này nó cũng sẽ ra như vậy. Bây giờ thầy, thay vì thầy ghi dưới dạng là thầy nhân cho cái số lượng của tần suất ấy, thì cái tần suất này thầy có thể đổi nó thành phần trăm được không? Nếu mà thầy ghi dạng phần trăm thì hai này là bao nhiêu phần trăm biết không? Hai này là bao nhiêu phần trăm? Hai so với tổng số là 5 thì chúng ta tính phần trăm là 2 trên 5, nó là bao nhiêu phần trăm đây? 7. Bằng 40%. 2 trên 5 chúng ta nhân trên dưới cho 20, nó là 40%. Còn 1 là bao nhiêu phần trăm? 1 là mấy? Một là 20%. 20%. 1 là 20%. Và cái này là 20%. Vậy thì chúng ta thấy có một cái sự diệu kỳ nằm chỗ này, là chúng ta tính cái median là giá trị trung bình đấy. Thầy có phải là cái value này là 1, thầy nhân cho số phần trăm nó là mấy? 40%, cộng cho giá trị là 3 nhân 20% được không? Nè, được không? Đúng không? Được Được ạ. không? Được không? Được Được. không? Được. Chúng ta nhìn, chúng ta suy ra này, 5 nhân 1 chia 5 thì nó chính là 5 nhân 1 trên 5. Vậy thì 5 nhân 1 trên 5 chính là 20%. Và tương tự như vậy, thầy cũng cộng tiếp là 9 nhân mấy? Nhân bao nhiêu phần trăm? Nhân mấy? Nhân 1 chia 5 có phải là 20% không? Đúng không? Vâng. Vậy thì chúng ta hoàn toàn thấy được là chúng ta lấy cái value là 1, thay vì thầy nhân cho số lượng nó là 2, thì nếu thầy nhân cho số lượng thì thầy phải chia cho tổng số lượng đối tượng. Vậy thì thầy có thể đổi nó thành là 1 nhân 40% là nhân theo phần trăm luôn, mà không cần phải 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 nhân theo số lượng, bởi vì thầy đang tính theo cái phương pháp khác là tính theo phần trăm. Thì chúng ta học trong khoa học, tính khối lượng trung bình của nguyên tử chúng ta dùng phương pháp phần trăm, bởi vì cái loại nguyên tử này người ta cho biết là nó chiếm 40%, loại kia chiếm 2%, loại này chiếm 2%, loại này chiếm 2%, nghĩa là có tới 4 loại nguyên tố đồng vị thì chúng ta tính ra giá trị trung bình đó. Thì bạn nào hiểu cách tính giá trị trung bình trên phần trăm thầy vừa mới nói giờ bài thầy xem, cái này nó không thuộc về bài học của môn toán hôm nay, nhưng bởi vì các bạn sẽ sử dụng rất nhiều nên thầy dạy luôn về dựa trên bảng tần suất này, và chúng ta dùng luôn cả phần trăm chúng ta cũng tính được. Thì chúng ta phải hiểu, rất hiểu chỗ này, đặc biệt những học khoa học đấy chúng ta dùng cái này rất nhiều. Bạn nào nắm được cái phần trăm này giơ tay cho thầy biết để thầy khảo sát coi là bạn nào nắm. Thầy biết, thầy từ trước nhà thầy thầy đi học và đi dạy, thầy biết rằng các bạn lúng túng chỗ nào thầy biết hết. Thì chính vì thầy biết cái sự lúng túng của các bạn nên thầy sẽ lưu ý những chỗ nào và nhấn mạnh chỗ nào để chúng ta học khoa học chúng ta không bị lúng túng cho đó. Bạn Quang Minh, Lam Giang và Khải không thể phản hồi.
đừng quên nữa, đến khi chúng ta học khoa học vận dụng tới kiến thức toán này mà chúng ta không nắm, mà chúng ta chả hiểu gì hết nha các bạn. Rất quan trọng đấy, toán học nó sẽ giúp cho các bạn học môn khoa học rất là tốt. Đấy, thầy mời bạn đừng quên nào. Còn đây ạ. Đấy, ở đây người ta cũng yêu cầu chúng ta tìm min thôi. Đấy, bây giờ chúng ta dùng cách nào để chúng ta tính cái giá trị trung bình đây? Tính chưa? Mình lấy cái tổng cộng của cái hình của các hình À, và tập dựa trung nhân với đấy. ba. À, đúng, chính xác. Chúng ta tính tổng giá trị, chúng ta tính cái total của nó nha. Chúng ta tính cái total. Thì đầu tiên chúng ta tính tổng số hình thì nó là bao nhiêu hình đây? Là 4 4. này, cộng với 6 Đây là cộng 2. với 2 cộng với 4 4 là bao nhiêu hình? là 16 À, 16 hình mà mỗi hình có giá trị là mấy? nhân 3 Nhân 48. 3, đúng không? Tại mỗi hình này đại diện cho số lượng là 3. Thì chúng ta ra được tổng số nó là 48. 48 này thì muốn tính cái min thì thầy tính trung bình của nó, thì thầy lấy bao nhiêu? 48 chia với 4 À, 48 chia 4 thì là mấy? bằng 12. À, chúng ta nhớ người ta hỏi là cái Sunday là cái số lượng Sunday chứ không phải chúng ta tính trung bình của cái hình, nên nhiều bạn có thể bị sai là chúng ta tính số lượng trung bình của nó là ra được 16. Xong rồi chúng ta lấy chúng ta chia 4 thì chúng ta ra được 4 này là bình quân là 4 cái pixel cho một bạn. Nhưng mà chúng ta phải nhân cho 3 3 nữa thì chúng ta mới ra được đơn vị tính là Sunday nha các bạn. Thì các bạn lưu ý cái vấn đề sai này của chúng ta. Thầy thầy mời bạn Khải xem nào. Khải đâu? Bạn Khải. Bạn Khải. Khải. Nhiều khi thầy rất lưu tâm một số bạn học hành nhiều khi có vấn đề nên thầy sẽ kiểm tra kỹ, thầy hỏi đó để xem coi là các bạn có ngồi học nghiêm túc hay không. Thầy gọi ngẫu nhiên mà thầy thấy các bạn ngồi không nghiêm túc tức nghĩa là gọi không được. Đây thầy mời bạn khác đi. Mời bạn là bạn Lam Giang nào. Lam Giang tính cái min cho thầy xem, tính sao? Tính sao? Đối tượng này có giá trị là mấy? Là mấy? 20. Đối tượng kế tiếp là nhiêu? Hai ba Rồi, thầy cộng cho 23. Tiếp, đối tượng kế tiếp là mấy? hai lăm À, 25. 25. Tiếp, là nhiêu? hai 28. Tất cả chia mấy? thì Chia chỉ có mấy? bốn. À, chia 4. Đây, thầy có cách nào để thầy tính cái giá trị trung bình này nó nhanh hơn bình thường không? Thầy tính cách nào? Thầy dựa vào cái giá trị thấp nhất được không? Thấp nhất được không? Thầy thấy thấp nhất của nó là 20 đi. Thì coi như là bốn đối tượng này đều 20 cả. Tức là 20 nhân 4. Thầy bỏ đó. Thầy không làm gì hết. Nha. Bây giờ thầy mới cộng cho cái phần dôi ra. Cái này là mấy? 3, 5, 8. Thì là bao nhiêu? Hả? Đâu có. So với cái thấp nhất thì cái này nó chỉ chênh lệch nhau là 3 đơn vị thôi. Cái này chênh lệch 5 đơn vị, cái này chênh lệch 8, vậy là tổng chênh lệch nó là bao nhiêu? 3 cộng 5 cộng 8 là mấy? Cộng 16. Được không Giang? Được không? Vậy thì khi thầy chia cho 4, đúng không? Để làm gì? Thầy tính nhanh đấy. Thay vì thầy tính cái số cái nó lớn quá thì thầy lấy chuẩn một cái giá trị thấp nhất. Rồi thầy cộng cho tất cả những cái phần chênh lệch cao hơn nó. Thì bây giờ cái phần này này, thầy nhận xét là thầy chia cái nó ra 20 rồi. Đúng không? Thầy chia ra 20. Vậy thì chỉ còn cái phần tổng chênh lệch này là 16 chia 4. Nó ra là 4. Vậy thì giá trị trung bình nó là mấy? Nhiều đây? Nhiều Giang? Đọc. Giang? Nhà 24. 24. À, chúng ta thấy có rất nhiều phương pháp
Nhưng mà cái phương pháp mà thầy đang đưa cho các bạn tính chênh lệch đó, nó sẽ giúp cho các bạn tăng tốc độ tính toán là một. Cái thứ hai, chúng ta sẽ hiểu được cái giá trị trung bình là cái gì. Là chúng ta tính cái phần chênh lệch này này. Chúng ta dùng cái chênh lệch này, đúng không? Bởi vì chúng ta thấy là bốn đối tượng nó đã coi như là bằng cái thằng thấp nhất rồi, đó là 20 rồi. Vậy thì thầy lấy cái chênh lệch 16 này này, thầy chia đều cho bốn đối tượng này, tức là thầy chia đều thêm cho bốn. Vậy thì giá trị trung bình là giá trị cao bằng, thì chúng ta thấy nó bằng 24 ngày nhé. Thầy nhắc lại cái giá trị trung bình này cho các bạn rất kỹ đấy, để các bạn vận dụng vào trong các tính toán của mình. Rồi, trước khi thầy sang cái median nhá, thầy sang median. Thầy thầy cháu cho các bạn ngừng ở đây để các bạn ra chạy. Thì bạn ấy biết là sai rồi, 3 tuổi là sai rồi đấy. Trung vị của nó mà 3 là sai rồi. Nhưng mà sai chỗ nào? Dạ là sai cái chỗ là bạn không sắp xếp ra. À, không sắp xếp. Vậy thì nó là câu nào? Nghĩ chắc là con C. Câu C. Câu C. Cái lỗi sai, tức là đi tìm cái lỗi sai của bạn đấy, là mata là nên tính trung bình hai giá trị nằm ở giữa, chỉ dùng một, À, dạ không. không phải. Câu D là mata phải lập lại một vài dữ liệu trong danh sách. Câu A là bạn sai, là bạn đã tính giá trị trung bình thay vì median. Đây Nghĩa này, là cô đề. câu D. Bị cái lỗi sai có thể là B, là bạn ấy nên sắp xếp những con số từ bé đến lớn trước khi mà pick up ra cái con số ở giữa. Vậy thì nó là câu nào? Cho nó lại. Câu nào? Câu nào? Chọn câu nào, Tường Lam? Yeah, Tường Lam? cô B. Câu B. Rồi, ai đồng ý với bạn câu B nào? Người ta hỏi cái mix check mà bạn ấy đã tạo ra. Người ta đang hỏi cái mix check nha. Rồi, ai đồng ý với bạn? Có hai bạn rồi. Có ba bạn rồi. Vậy là có ba bạn đồng ý. Ba bạn. Bốn bạn. Nhiều đấy. Ok. Chúng ta thấy là cái câu B nó chỉ là lời khuyên chứ không phải là cái lỗi sai. Người ta hỏi đi tìm cái lỗi sai mà, vậy thì phải chỉ ra cái lỗi sai của người ta chứ không phải là chúng ta đưa lời khuyên. Bởi vì khi chúng ta phản biện mà chúng ta không chỉ ra được cái lỗi sai thì chúng ta khuyên kiểu gì người ta cũng không nghe. Các bạn, thì chúng ta phải chỉ ra được cái lỗi sai để tâm phục khẩu phục, sau đó chúng ta mới 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 đưa ra lời khuyên được. Mà ở đây người ta hỏi cái lỗi sai. Đó là lỗi sai. Để bạn Bảo Nguyễn, tôi ý kiến xem. Bảo Nguyễn, đâu là lỗi sai của bạn? Bảo Nguyễn, Bảo Nguyễn đâu? Không thấy phản hồi. Dạ. Đấy, đấy, lỗi sai của bạn là cái nào? Bạn đã thực hiện cái việc là bạn lấy giá trị của các tuổi đấy, thì nói rằng có 5 tuổi thì cái mức độ là ở giữa, thế lỗi sai của bạn là gì? Lỗi sai của bạn là gì? Bạn đang thực hiện lấy cái mức độ của từ 1 đến 5, từ 2, 3, 4, 5, bạn lấy cái mức độ này là đúng hay sai? Chắc chắn là sai rồi, nhưng mà lỗi sai của bạn là cái gì? Bạn Nguyễn, thêm một bạn Ngọc Minh xem. Ngọc Minh, Ngọc Minh, lỗi sai của bạn là cái gì? Ngọc Minh, cho ý kiến.
Ngọc Mân. Xong đấy, có ý kiến gì hết Ngọc Mân? Nói đại đấy. Theo cách hiểu của Mân, bạn đã làm sai lỗi chỗ nào? Bạn lấy cái mít đồ này có đúng không? Không thấy trả lời. Mời bạn Quang Minh. Quang Minh, Dạ thầy. bạn đang làm sai lỗi nào? Bạn lấy cái mít đồ của chỗ này thì bạn sai chỗ nào? Bạn sai chỗ không? Theo ý kiến của mình thì câu nào là đúng? Của mình. Dạ, theo ý kiến của con thì cô A. Câu A là tính giá trị trung bình. Tức là lỗi sai của bạn này đã tính giá trị trung bình. Mà từ nãy giờ bạn có tính giá trị trung bình không? Các bước này có chỗ nào tính giá trị trung bình không? Bạn sắp xếp theo thứ tự tăng dần của năm cái value này và bạn chọn ra cái tuổi ở giữa là số 3. Bạn đang làm đấy. Thì bạn nói rằng cái median là số 3. Thì có phải là bạn đang đi tính giá trị trung bình không? Có không? Cái việc làm này có phải là tính giá trị trung bình không? Có không? Thầy mời bạn khác tự tin trả lời xem. Bưu Khánh, Dạ. lỗi sai của bạn chỗ nào? Thầy kêu thầy Hết rồi, có một câu thôi. Lỗi sai chỗ nào? Cái nào là sai? cái gì Cái gì? Cái đi á hả? cái D đúng không? gì Rồi rồi bạn bạn Jojo cho thầy ý kiến coi, ý kiến của Jojo là cái nào? Jojo, Jojo đang làm gì không biết nữa. Jojo, bạn Minh Khôi, Minh Khôi, dạ ý kiến của Khôi nó là cái nào? Bạn bị sai cái nào? Người ta hỏi chúng ta tìm lỗi sai. What mistake mà. Tìm lỗi sai. dạ Lỗi sai mà bạn ấy đã thực hiện. Cái đây là cái bài giải lý luận của bạn. Nó là gì? Bạn sắp xếp 5 giá trị này. Đúng không? Bạn lấy từ 1 đến 5 đấy. Và bạn bốc dạ ở giữa. Thì cái lỗi sai của bạn đi tìm median. Và bạn làm sai chỗ nào? Cái nào là lỗi sai? Nhắn khô. Ý kiến của Không khô là câu nào? đi đi Cái gì? Câu gì? thầy kéo lên cho con si trông thấy cái bảng ở trên đường. Đây này, cái bảng này này. Nó chỉ cho mình cái bảng tần suất thôi. Đúng không? Cái bảng tần suất là từ tuổi từ 1 đến 5. Và mỗi tuổi thì có số lượng câu xín. Đấy. Ý kiến của Khôi là cái nào bạn bị sai? Không biết Khôi, Khôi làm rồi mà. Khôi. Dạ con không nhớ lại và xin Chúng ta phải hiểu. Khi chúng ta trả lời chúng ta phải hiểu nha. Rồi mời bạn khác. Đình Nguyên. Đình Nguyên. Đình Nguyên. vấn đề Ý kiến của Đình Nguyên, câu nào là lỗi sai? Câu nào chỉ ra cái lỗi sai của bạn đó? con nghĩ à con Câu nào là chỉ ra lỗi sai? Câu nào là chỉ ra được cái lỗi sai của bạn đấy? Chúng ta đang thực hiện con nè. thấy
Cái gì? Con thấy là câu số một sẽ Ô số 1 là tính giá gì trung không không bạn có tính giá gì trung bình không? Mình không hãy không không đâu có đâu. Bạn có tính giá trị trung bình của hai cái value không? Ý kiến không của bên là vậy. Câu nào? con nghĩ là Câu gì? con nghĩ là câu số câu đề Rồi, ai đồng ý câu D của bạn giơ tay để xem. Thế mà hỏi mọi người được. Nên bây giờ có hai bạn chọn câu D. tại cái con số sai thầy. Rồi sao? Câu Dạ nào? con nghĩ là câu A. Câu A. Rồi. Bạn từng làm một câu A. Còn có một số bạn là câu D. Có bốn bạn câu D. Rồi. Chúng ta thấy là ở đây nó bị cái lỗi sai gì? Là chắc chắn là bạn ấy phải sắp xếp. Bạn phải sắp xếp lại tất cả các tuổi đúng không? Nhưng mà bạn không được lấy cái độ tuổi là bao nhiêu, là 2 tuổi, bởi vì 2 tuổi nó đâu có đúng. Bạn chỉ lấy được 1 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi và 5 tuổi, và bạn ấy phải sắp xếp là số lần nó lặp lại nha. Tức nghĩa là bạn ấy sẽ phải lặp lại một vài dữ liệu đấy lúc nãy thầy làm đó. Chúng ta thấy là 1 tuổi đúng không, cái 1 tuổi là nó lặp lại một lần, 3 tuổi một lần, 4 tuổi 2 lần và 5 tuổi. Được không? Vậy thì chúng ta thấy là bạn đã bị cái lỗi sai đó. Rồi. Thôi mời bạn Lam Giang nào. Lam Giang. Lam Giang. Lam Giang. Lên tiếng. Mời Lam Giang. Thế Lam Giang phản hồi là sao? Làm gì mà Ngọc Nhi đi, Ngọc Nhi. Dạ. Rồi, chúng ta xem coi bạn Ali này đã hút sắp là mỗi một ngày cuối tuần, đúng không? Thì đã hút sắp mấy mấy cái hút sắp đấy? Tám lần. Vào ngày thứ hai thì là 8 cái, và là chúng ta thấy cái ngày thứ hai này là tần suất nó cho chúng ta biết là cái đối tượng, không phải tần suất, cái đối tượng thứ nhất là 8 cái. Rồi thứ mấy nữa? Thứ mấy? Thứ Thứ ba là ba. 14, 14. Tiếp. Thứ tư. là 18, 18. Tiếp. Thứ mấy nữa? thứ năm là 6, Thứ năm là 6. Và thứ sáu là mấy? thứ sáu là 8. 8. Giờ chúng ta tìm median của nó thì làm sao đây? Sắp chưa? Xong sao? Cái thấp nhất là mấy? Sắp xếp Cái thấp nhất có giá trị là mấy? 6 6. Rồi, kế đến là mấy? 8 8. Tiếp. 14 Vậy 8 nữa mẹ. Còn đây nữa này. Đúng chưa? 2 số 8 mà. Rồi tiếp số mấy? 14 14. Nhớ đó. 18 18. Vậy cái trung vị median của nó là bao nhiêu? Dạ cám. Cái đối tượng nằm ở giữa này. Đấy. Chúng ta nhớ. Chúng ta sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Thì chúng ta đếm. Đối tượng thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư và thứ năm. Thì năm đối tượng này thầy lấy cái đối tượng nằm ở thứ ba là ở giữa ấy, còn gì nữa. Thấy chưa? Thì đối tượng thứ ba thầy lấy 1 thì cộng 5 nó là 6, thầy chia đôi chính là đối tượng của nó là các bạn. Nhớ chúng ta cộng cái chỉ số 1 cộng chỉ số là 5.
thì nó là 6 chia đôi, chính là cái đối tượng Maiden nằm ở giữa và đối tượng thứ ba. Vậy thì cái giá trị của đối tượng thứ ba này bằng 8, nên chúng ta có cái median của nó bằng bằng 8 nha. Vậy thì dù min hay median là chúng ta đều đi tìm cái value của nó hết. Value của cái đối tượng đó để chúng ta biết được bên này 50%, bên kia 50%. Rồi, mời bạn nào, mời bạn nào làm ăn nào, làm ăn, làm ăn. Chúng ta nhìn vào cái này để tính cái median. Đấy, tính median thì chúng ta thấy cái nào cho chúng ta biết được cái median của nó, giờ tính sao? Bây giờ chúng ta tính cái median nó chính là cái khoảng nào đấy. Ví dụ thầy ký hiệu đây là khoảng A đi, là thấp nhất. Khoảng cái đấy là khoảng gì? B, cũng khoảng C, khoảng khoảng D. đi. Đúng không? Bây giờ chúng ta lấy cái giá trị thấp nhất chính là khoảng gì? Khoảng gì? À, Khoảng A. con nghe. A có mấy đối tượng? Có mấy? Mấy đối tượng Hai đối đấy? tượng. Hai, nên Hai. đáp ra là mấy? Đúng chưa nào? Rồi tới B là mấy? B là có ba đối tượng. Ba đối tượng. Vậy thì chúng ta phải viết ra là B. Tại vì thầy viết cái kia nó dài, có thầy ghi ký hiệu thành tới B, B đây nha. Rồi C mấy? C cũng ba luôn. Ba luôn, ba cái xe. Rồi đây Ở đây là năm, năm 5, đối tượng. 2, 3, 4 và 5. Vậy thì chúng ta đếm rồi, chúng ta có tổng cộng bao nhiêu đối tượng nhỉ? 7, Năm, bảy, tám, chín, mười, 2, 3, 3 13. đó là mấy rồi? Đó là 8 rồi. Cộng D là 5 cái nữa là nhiêu? 13. Nó là 13. Vậy thì đây là đối tượng thứ nhất, đây là đối tượng thứ 13. Với đối tượng ở giữa nó là mấy? Là mấy? Đấy. Thầy lấy một, thầy cộng 13 đi, thầy chia đôi thì nó là đối tượng thứ mấy? Bảy. Ở 7. Chúng ta xem đối tượng thứ 7 này, thì có phải bên này là có mấy đối tượng đây? Vậy đây, 6. Bên này có 6. Vậy hai bên nó bằng nhau chưa? Bằng nhau? Bằng nhau rồi đấy. Vậy thì cái đối tượng nằm thứ 7 nó sẽ cho chúng ta nửa bên này với nửa bên kia bằng nhau. Nó gọi là trung vị. Vậy thì cái đối tượng thứ 7 có giá trị là mấy? Là mấy đấy? Là mấy? Là C đấy. Là C. C nó là khoảng nào? Khoảng mấy đây? 10 đến 15. Vậy là chọn câu nào? Câu C. C. Đó. Các bạn liệt kê ra là chắc chắn chúng ta tìm được trung vị thôi. Đó là một cách. Chúng ta cũng có thể tìm được cái cách thứ hai. Chúng ta nhẩm được này. 2, 3, 3, 5. Vậy thì chúng ta cộng hết lại thì nó sẽ là bao nhiêu bạn? Bạn Bảo Nguyên. Bảo Nguyên. Tổng số đối tượng là nhiêu đây? Là mấy? 2, 3, 3, 5 thì nó là nhiêu? 13. 13. Vậy thì chúng ta có 13 đối tượng, thì đối tượng thứ nhất cho đến đối tượng thứ 13. Vậy thì trung vị nó chính là đối tượng thứ 7. Vậy thì chúng ta thấy là nằm trong hai khoảng này là 6 đối tượng rồi, đúng không? Vậy thì cái đối tượng thứ 7 nó nằm ở cái ô nào? Ô này đúng không? Đó, nó nằm trong cái nhóm này này. Đấy. Thì chúng ta xác định được luôn cái trung vị của nó nằm ở trong này. Thì đó là cái kỹ thuật để chúng ta làm nhanh thôi. Chứ còn đúng phương pháp là các bạn sẽ phải liệt kê giống như lúc nãy của thầy. Các bạn liệt kê ra và chúng ta chọn đối tượng ở giữa. Còn nếu mà đi thi mà chúng ta cần tốc độ thì chúng ta tính tổng số đối tượng là 13. Vậy thì từ đối tượng thứ nhất đến đối tượng thứ 13. Vậy thì chúng ta xác định ra đối tượng thứ 7, đúng không? Vậy thì chúng ta biết là cái giá trị nó tăng dần này, là khoảng thứ nhất là lặp lại 2 lần, 3 lần, đúng không? Vậy thì đối tượng thứ 7
chắc chắn nó nằm trong cái nhóm này, thì chúng ta biết được luôn cái mẹ điện của nó. Đó là chúng ta dùng phương pháp làm nhanh, có nhiều cách để chúng ta làm lắm, nhưng thầy vẫn phải hướng dẫn cho các bạn cách mà chuẩn nhất để chúng ta biết được phương pháp, còn lại chúng ta vận dụng linh hoạt sau. Thầy mời bạn làm giang nào, làm giang rồi. Bây giờ ở đây người ta cho chúng ta một cái data points, là các điểm dữ liệu, là người ta cho chúng ta trong này cần cần biết mấy đối tượng đấy, mấy Bốn. bốn đối tượng, ok, thì chỉ có ba đối tượng đầu chúng ta biết giá trị của nó chưa, biết chưa, Được rồi. biết rồi, và chỉ có đối tượng thứ tư mình không biết, nhưng người ta cho chúng ta là cái giá trị trung bình của cái tập dữ liệu này là mấy. Đây là cái tập dataset nhé, cái tập dữ liệu này, dataset. Thì cái giá trị trung bình nó cho bằng mấy đấy? Mấy đây? Dạ bảy. Bảy. Vậy thì chúng ta hình dung ra được là cái làm sao đi tìm được cái đối tượng mà chúng ta chưa biết đấy. Làm sao? Dùng phương pháp nào để chúng ta đi tìm đối tượng chưa biết? Cách nào? Cách dễ nhất là gì? Chúng ta tính trung bình ở đây là nhiêu? 4 cộng mấy? Cộng mấy Giang? Cộng 3. Cộng 5 chứ? Được cộng tiếp bao nhiêu? 13. Cộng cho đối tượng chưa biết là chấm hỏi. Thầy chia đều cho mấy? Chia đều cho mấy? Cho mấy đối tượng đấy? Chưa bốn. 4 đối tượng. Và khi chia trung bình như vậy, người ta cho biết là nó bằng bao nhiêu? Bằng mấy? Mấy đấy? Để bài cho mấy đấy Giang? Trung bình bằng mấy đây? Nhìn thấy không? Dạ bảy. 7. Vậy thì nếu thầy lấy giá trị trung bình, thầy nhân cho số lượng đối tượng là 4, thì thầy ra được cái tổng tổng dữ liệu nó bằng mấy không? Cái total nó bằng mấy? Bằng mấy? Thầy lấy 7 nhân 4 thì ra 28. Có phải tổng dữ liệu nó bằng 28 không? Bằng không ra? Đó không? Không. Đấy. Cái này có phải là tổng dữ liệu không? 4 Dạ. cộng 5 cộng 13 cộng chấm hỏi, tức là tổng dữ Dạ. liệu. Nếu thầy chia 4 thì nó bằng giá trị trung bình. Vậy thì nếu thầy lấy giá trị trung bình là 7, thầy nhân cho số lượng đối tượng là 4, thầy ra được tổng dữ liệu bằng 28. Mà bây giờ thầy biết được tổng của ba cái này là nhiêu rồi? Nhiêu? Nhiêu đang? Ba cái này là bao nhiêu Giang? Dạ À, hai chúng ta ra được 22. Vậy thì có phải là cái chấm hỏi này nó sẽ bằng tổng dữ liệu là 28 trừ cho ba cái đã biết là 22. Vậy cái chưa biết nó là mấy? hai hai Gì? 28 trừ 22 cho là 7. hai 28 trừ 22 là mấy? Là 6 nhé. sáu. À, vậy thì cái dữ liệu chúng ta chưa biết là 6. Rồi. À. Một bạn nào có thể giúp thầy dùng phương pháp khác để thầy đi tìm không? Bạn nào có ý tưởng dùng phương pháp khác để tìm ra được giơ tay để xem. Bạn nào có ý tưởng dựa trên lúc nãy thầy định nghĩa về cái median, à, về về cái giá trị trung bình mới. Bạn nào có bạn nào có ý tưởng không? Thầy thống kê ra nhé. Thầy vẽ lại cái median của chúng ta này. Giờ thống kê. Thì chúng ta biết. Các bạn học. Các bạn phải năng sáng tạo ý tưởng. Cái này nó là 4. Nha. Cái này là 4. Cái này nó có thể nhìn nó là 5. Là 5. Cái này nó là 13 chẳng hạn. Thầy thống kê nó là 13. Nha. Và một cái thì chưa biết nữa. Thầy không biết nó là bao nhiêu. Nhưng thầy biết được cái giá trị trung bình của nó làm đây này, đó, nằm đây,
thì giá trị trung bình nó là 7 đấy. Bây giờ thầy không biết rằng là cái của thầy nó là trên hay là dưới cái mức trung bình đấy. Hãy đi tìm cái giá trị còn lại thầy ạ, tìm giá trị còn lại, thầy không biết được nó là bao nhiêu, trên hay dưới như nào đó, làm cho thầy tìm. Ý tưởng của chúng ta là gì? Bạn nào biết? Không ai hết, không ai tự tin hết. Thầy thử một bạn là Anh Tuấn xem. Lê Anh Tuấn. Dạ có thầy. Rồi, ý tưởng của Anh Tuấn là gì để giải quyết chỗ này không? À, tính tổng. Tính tổng lúc nãy tính rồi. Chúng ta dùng ý tưởng khác đi. Dạ tính Bây giờ chúng ta biết được cái trung bình nó là 7 chưa? dạ Rồi, vậy thì thầy biết được cái khoản thiếu này là nhiêu không? nhà biết Nó là nhiêu? nhà ba À, trừ 3 nha. Thầy biết chỗ này thầy nghĩ nó là trừ 3 này. Đó. Cái chỗ thiếu này nó là mấy? Dưới trung bình đấy. -2. Trừ 2. Trừ 2. Còn cái khoảng này? Dạ 6 cộng 6. À, là trung bình nó là 6. Vậy thì chúng ta thấy là nếu nếu mà chúng ta quân bình ấy, ví dụ như thầy đưa cái phần cao hơn này này, thầy bù xuống dưới thì nó còn dư mấy nữa không? 6. Thầy cho cái khoản thiếu như là trừ mấy? Trừ 3. Cái khoản thiếu như là trừ 2. Vậy thầy còn dư là mấy? Nhà bọn Là 1. Thầy còn dư là 1. Vậy thì cái 1 này nó sẽ san cho cái đối tượng còn lại. Thầy san nó đây, nó là 1. Thầy cho nó bớt 1 đi này. Vậy thì thầy còn mấy nữa thì nó sẽ bằng cái trung bình. Mấy? Thầy thêm mấy vào đây nữa? sáu. Thêm 6 đi nữa. Đấy, thêm 6. Đúng chưa? Vậy thì cái này là cho thầy thêm. Vậy thì cái đối tượng đúng của nó sẽ phải là mấy? Cái còn thiếu phải là 6 không? Đúng không? Đúng không? Dạ đúng. Rồi. Vậy thì thầy hoàn toàn có thể dùng cái phương pháp là chân lập vừa rồi đấy để chúng ta xác định cái phần chúng ta bị thiếu nha. Thầy xác định ở đây là 6 là nó đấy. Tại sao? Tại vì thầy biết rằng ở đây cái số 13 này so với trung bình đấy là nó dư 6, thì chỗ này đang thiếu 3, cái này thiếu 2, thầy cho ở đây bớt 3 bớt 2, thầy dư 1 thôi. Vậy thì dư 1 thầy sẽ bù thêm chỗ này đúng 1 nữa thì nó sẽ là bằng trung bình. Vậy thì ban đầu nó phải có là 6. Rồi, bạn nào hiểu về cái ý tưởng vừa rồi cho tay thầy nha. Ý tưởng mà thêm bớt, thêm sẻ, đúng không? Để chúng ta đi tìm cái thiếu. Cái này nó quan trọng lắm các bạn sắp sửa học một cái khái niệm, đúng không? Tại vì cái mà chúng ta đang quan tâm là cái độ lật trung bình. Nó cho chúng ta một cái mức trung bình, thì chúng ta tính cái sự chênh lệch giữa các dữ liệu so với trung bình đấy, và nó sẽ cho chúng ta có những cái ý tưởng để chúng ta học về xác suất thống kê về sau này các bạn. Cái này nó quan trọng lắm, chứ còn các bạn cứ học tính cộng trung bình cuối cùng chả hiểu gì hết. Cái ý nghĩa của trung bình là cao bằng, và tại sao thầy phải tính cao bằng để thầy đo coi là cái dữ liệu này so với trung bình là nó thiếu mấy, là nó cách nhau bao nhiêu đấy, là nó thiếu mấy, cái này thiếu mấy, cái kia dư mấy. Thì bây giờ thầy sẽ phải cân lượng nó để thầy xem cái dữ liệu của chúng ta như thế nào. Đó, thì chúng ta hiểu cái giá trị trung bình chỗ này cho thầy rất quan trọng đấy. Mấy bạn khác không thấy phản hồi, thầy giảng xong mà không thấy phản hồi thì không biết là có nắm được hay không để thầy giảng. Chúng ta có thể xài phương pháp bình thường vẫn để cho nó nhanh, chúng ta cộng rẹt 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 đấy vậy đó, không? Rồi. Tay ra, mời bạn Ngọc Nhi nào. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Dạ. Giá trị trung bình cho là mấy đây? Dạ, giá trị là dành cho cho ba Giá trị trung bình là 3. Vậy thì trung nếu bình thầy là nhân cho ba. số lượng đối tượng, thầy có ra được tổng dữ liệu nó bằng mấy không? Tổng dữ liệu nó bằng 3 nhân mấy? 3 nhân mấy? Ba nhân Nhân mấy? Ở đây có nhân bao nhiêu đối tượng? dạ có bốn.
năm chứ, cả dữ liệu chưa biết nữa mà. Người ta tính cái giá trị trung bình này là bao gồm cả cái chưa biết, đúng chưa nào? Cái dataset này là năm đối tượng, vậy thì khi thầy lấy ba nhân cho năm đối tượng thì ra tổng dữ liệu nó là mấy? 15. 15. Mà bây giờ thầy xem cái đã biết nó là bao nhiêu đây? Cái đã biết là Là mấy? 1306. Là mấy? 1 cộng 1306 là mấy? 1 cộng 3 là bằng 4. Cộng tiếp 6 nữa là mấy? Bằng 10. Mới. Vậy thì tổng dữ liệu của bốn cái đã biết là 10. Vậy thầy lấy cái tổng dữ liệu của toàn bộ cái dataset là 15. Vậy thầy tìm được cái chưa biết là mấy? Nhà 5. À, 15 là tổng. Thầy trừ đi tổng con là 10 đã biết, thầy ra được nó là 5. Thì cái cách này sẽ giúp cho chúng ta tính toán là nhanh nhất nha. Nhanh nhất, nhưng mà để hiểu thì chúng ta dùng cái phương pháp kia để chúng ta hiểu thêm cái giá trị trung bình là gì. Mời bạn Ngọc Minh đâu? Ngọc Minh. Làm đây ạ. Rồi. Cho chúng ta tất cả là bao nhiêu đối tượng này? 7. Năm 5 đối tượng. Mà giới trung bình là mấy? 15. 15. Rồi, vậy thì tính tổng dữ liệu nó là 15 nhân mấy? 15 nhân V. Nhân tổng tổng đối tượng đó là mấy? Có bao nhiêu đối tượng đây? Nhân năm ạ. À, nhân 5. Và là tổng dữ liệu của nó sẽ bằng nhiêu? 75. Đúng chưa? Năm. Vậy thì tổng dữ liệu con của chỗ này là mấy đây? Là mấy? Bốn ạ. Bao nhiêu? Bốn. Tổng giá trị cơ mà. 17. 15 là 32. 32 rồi. Hai cái này là nhiêu nữa? Năm ba 12 là 33 nữa thì nó ra mấy? 60. 65. Vậy thầy không lấy tổng dữ liệu tổng thể trừ cho tổng con thì nó ra là mấy? mười lăm Vậy à không chấm hỏi là bằng mấy? mười À, nó bằng 10. Mời bạn Lâm ăn đâu? Lâm ăn. Rồi, tương tự như vậy. Cho giá trị trung bình thôi. Tính tổng dữ liệu ra bằng nhiêu đây? Ở mấy? 273 nhân mấy? nhân năm. À, nhân 5. Rồi. Rồi bây giờ thầy tính cái tổng con dữ liệu nó là mấy đây? Là mấy? Tổng Thầy con nói gì nó... rồi? Cái màu xanh nó bằng mấy? 244 cộng 353 cộng thêm cái này. Rồi chỗ này nó số lớn quá thì các bạn có thể dùng cái máy tính nha. Các bạn dùng máy tính ở đây cho thầy. À, các bạn tính ra được là 244 cộng cho bao nhiêu? Cộng cho 353 cộng cho 235. 235 cộng cho 311. 311 bằng nhiêu đây? Đọc đi. Đọc nhạc. 143 100. Cũng 13. 143 Rồi, còn cái này thầy nhân thì nó ra bao nhiêu? Ra nhiêu? 2 1365 73 nhân cho 5 là 1365. Thầy trừ cho tổng dữ liệu con nó là 1143. Vậy thầy cái chưa biết là mấy? 222. À, 222. Thì mấy cái này là các bạn làm sẹt sẹt nhé. Thầy à, phải hướng dẫn như vậy rồi các bạn về nhà luyện tập thôi, rất đơn giản, không có gì là khó cả.
Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta có thể bây giờ 19 rồi. Thầy không có đủ thời gian để thầy dạy cái phần dưới nên thầy sẽ dùng cái thời gian còn lại để thầy ôn cho các bạn cái cũ nha. Cái cũ này là cái estimate center đấy, lần trước nhiều bạn còn chưa vững chỗ này thì thầy nói cái estimates. Vậy thì cái phần còn lại đấy, phần còn lại thì chúng ta sẽ học ở buổi sau. Rất nhớ là để học kỹ thì chúng ta sẽ cần thêm một buổi của tuần sau nữa thì chúng ta mới xử lý được cái phần ở dưới này nhé, thì chúng ta mới kết thúc được cái thống kê này. Đây, mời bạn Bảo Nguyên xem. Bảo Nguyên. Rồi. Ở đây người ta cho chúng ta hai cái biểu đồ. Một cái biểu đồ ở trên ấy thì nó sẽ thống kê cái gì đây? Số giờ đi ngủ cho cái pet per byte. Còn ở dưới là cho cái pful per chase. Là hai cái khác nhau. Thì mỗi một cái dot nó sẽ đại diện cho cái người công nhân khác nhau. Thì chúng ta thấy ở trên đấy thì chúng ta thấy là có bao nhiêu đối tượng ở đây, bao nhiêu, bảy, đếm đi, có bao nhiêu đối tượng không em? Đối tượng là sao thầy? Đối tượng là sao? Mỗi một dấu chấm là một đối tượng chứ còn gì nữa. Học về thống kê thầy nói hoài cái vụ này mà. Có bao nhiêu dấu chấm đây? Giờ chính. À, chúng ta phải nhớ trong thống kê khi thầy nói một cái đối tượng, khi người ta khảo sát, người ta đo đạc một cái cây, nó gọi là một đối tượng. Vậy thì thầy đo chiều cao hay đo cái gì đó thì mỗi một đối tượng là một một cái mà thầy lấy dữ liệu. Thì đây là nói về những người công nhân thì mỗi người công nhân nó gọi là một đối tượng. Còn trên hình ảnh nó coi là một dấu chấm. Vậy thì cái người này là đại diện cho một dấu chấm này. Thì ngủ mấy giờ đấy? Ngủ mấy giờ đây? Người này ngủ mấy giờ? Ngủ Dạ. mấy giờ đây? Mấy? Dạ ba. 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 Cái người này ngủ mấy giờ? Dạ sáu. À, vậy thì ở đây nó tới 9, 9 người là 9, 9 đối tượng hệ thống kê trên này. Mỗi một đối tượng nó có cái giá trị dưới này. Đấy. Ở dưới này cũng vậy. Ở dưới này nó cũng sẽ có là bao nhiêu? 12 đối tượng. Đúng không? Thì bây giờ người ta mới hỏi chúng ta cái gì ở đây? Là hoàn thành cái sự so sánh về cái giờ điển hình. Cái giờ điển hình là chúng ta chọn cái nào? Ví dụ như ở trên cái giờ điển hình. Giờ điển hình ở trên nó là bao nhiêu? Dạ là năm. Là năm. Là tại sao nó là năm? Tại vì Tại nó sao có nhiều người, nhiều đối tượng nhất. nhiều đối tượng nhất? Tức nghĩa là chúng ta lấy cái sự phổ biến của nó, có phải không? Chúng ta dùng cái sự phổ biến để chúng ta tính thì có phải là dựa vào cái sự phổ biến hết không? Hôm nọ thầy nói là từ đối tượng thứ nhất đến đối tượng thứ chín thì cái đối tượng ở giữa đấy chúng ta thấy là nhắm nhắm nó nằm ở giữa là đối tượng thứ mấy? À, từ 49 là đối tượng thứ mấy? À, Bảo Nguyễn. Bảo Nguyễn. Có tập trung không? Từ đối tượng thứ nhất đến đối tượng thứ 9 thì cái đối tượng ở giữa nó là đối tượng thứ bao nhiêu? Dạ là năm. À, là năm. Nếu mà chúng ta xem đối tượng thứ năm đấy thì nó chính là cái nào? Chúng ta đếm này, 1 2 3 4 5. Thì chúng ta thấy cái đối tượng ở giữa là đối tượng thứ năm thì cái median của nó chính là bằng 5. Vậy thì chúng ta xem cái giá trị điển hình, đúng không? Cái giờ điển hình ở trên này là mấy? Là 5. Còn ở dưới thì nó là bao nhiêu? Dạ bảy. 7. Tại sao? Chúng ta đếm ở đây là có 12 đối tượng, từ 1 đến 12. Thì đối tượng điển hình là nó nằm thứ mấy? Thứ mấy?
6 và 7 đúng không? Phải vậy không? Thì cái đối tượng điển hình nó sẽ nằm ở giữa 6 và 7. Với ngoài đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì cái đối tượng điển hình nó sẽ nằm ở đây. Nằm ở đây. Và chúng ta biết được đó là 7. Đó là 7. Vậy thì hoàn thành sự so sánh này thì chúng ta sẽ chọn cái nào? Peaceful process. People purchase. Nó sẽ có nhiều cái giờ điển hình với là bao nhiêu? Là a little less than 7 hours. À, rồi. Rồi, ai đồng ý với ý kiến của bạn là câu trả lời là people purchase và less than 7 hours. Nhanh lên, chúng ta sắp hết giờ rồi. Thầy sửa xong này là chúng ta nghỉ đó. Thì ở trên là 5, dưới là 7. Thì chúng ta thấy là điển hình của nó là 7. Các bạn khác thì sao? Không thấy phản hồi. Thầy sẽ thực hành thêm một lần nữa để cho các bạn vững hơn, bởi vì thầy thấy chỗ này một vài bạn vẫn còn bị sai. Bạn nào chưa làm bài về nhà thì các bạn lưu ý. Rồi mời bạn Lâm Anh nào. Lâm Anh. Rồi, chúng ta tính ra cái số sô cô la điển hình trong này thì nó là bao nhiêu? Hiểu đâu? Chúng ta ướm ướm một nửa bên này với nửa bên này. Phải không? Đếm coi có bằng nhau không? 4. Cái này là 5, nó là 9, bên này là 9, bên này là mấy? Cũng là 9 luôn. Vậy thì chúng ta nhắm cái dữ liệu điển hình nó là số mấy? Nằm khoảng giữa Số đúng không? 4, số 5. À, 4 và 5. Thì chúng ta thấy trong này là cái nào là đúng nhất? Số 5. À, chúng ta thấy 5, 5 chocolate là điển hình là đúng nhất. Nó trong cái khoảng đó bạn. Thầy mời bạn là Đinh Nguyên. Đinh Nguyên. Con đây ạ. Rồi, cho thầy coi cái điển hình ở trên là bao nhiêu. Chúng ta làm nhanh Này là thì chúng ta cộng bên này là mấy đây? bảy. Bên này là 7. Thì gom bên này 2, 4, 7. Rồi. Vậy thì đối tượng điển hình chắc chắn nó nằm ở trong cái khoảng giữa này đúng không? Vâng. Vậy thì nó là bao nhiêu? Là 5, 40. 40, 40. 40. Còn ở dưới. Còn ở dưới. Chúng ta cũng làm như vậy. Chúng ta ướm từ ở đây. Nó là mấy đây? Chỗ đấy là 6, 10. 10. Bên này 3, 2, 4, 6, 9. Vậy thì 10 nó ở đây này. Đó, 10 nằm đây. Vậy thì cái đối tượng điển hình nó sẽ nằm trong cái khoảng này. Hai Vậy năm. thì nó là nhiêu? Hai năm. À, là 25. Vậy thì cái nào điển hình hơn nhỉ? Cái Đó nào? pepper À. À. anh em Cái này đúng chưa? Và cái quất này nó sẽ trả lời là cái giá trị điển hình đi kèm. Giá trị điển hình đi kèm là mấy? 40. À, khoảng 40. À, thầy kiểm tra bạn là nhờ bạn Khải. Khải đâu? Khải. Rồi, tìm cái khối lượng điển hình là cái đối tượng, là cái giá trị của đối tượng nằm ở giữa đấy. Ướm từ cái này là nhiêu? Thầy nhắm mắt thầy cũng ướm được đúng không? Vậy thì nó nằm đâu? Nằm đâu khoảng giữa này đúng không? Nằm đây này. Đó. Vậy thì chúng ta thấy bao nhiêu ký là đúng nhất này? Bao nhiêu? 1.8. 1.8. Chúng ta nhớ tại sao thầy nói cái đối tượng ở giữa là bởi vì khi chúng ta sắp dữ liệu từ bé đến lớn ấy, vậy thì chúng ta đặt một cái điểm cân bằng nằm ở đây đúng không? Một cái điểm cân bằng nằm đây
Thì chúng ta thấy là cái số lượng hai bên này nó bằng nhau, thì cái giá trị mà của đối tượng nằm ở giữa thì nó chính là cái median đấy. Và chúng ta xác định được cái median là nó nằm đâu ở giữa này, thì bạn thấy nó là 18, nên bạn chọn cái điển hình nó đấy. Tại vì cái typical này chúng ta thấy là trong cái thống kê chúng ta, cái phân phối chúng ta rất là điển hình cái chỗ đó, nó nổi lên chúng ta sẽ xác định được nó. Mời bạn Hồng Thuận xem. Hồng Thuận rồi, ướm cho thầy coi là cái giá trị điển hình ở trên nó là nằm ở đâu, đâu đâu ở chỗ ấy, số mấy? Số 5. À, số 5. Giá trị điển hình trên này là 5. Ở dưới là mấy đây? Để khoanh thử bên này này. 5 đối tượng này. Bên này thầy cũng 5 đối tượng này. Vậy thì chắc chắn là giá trị điển hình nằm đây. Vậy thì cái value của nó là số mấy? Số mấy? Số mấy Số đây? bảy, Số 7. số bảy. Vậy thì chúng ta chọn nào? Cái nào điển hình hơn? Trên thế giới. Số 7 Số 7 là trên hay dưới? dưới Dưới là peaceful. Và là mấy giờ? 7 giờ. chín giờ. À, chúng ta thấy là ít hơn 7 giờ nha. Rồi, hãy tạm ngưng ở đây nha các bạn.